ăn nhanh lên, tao còn đi làm việc nữa, ăn không đâu mà còn đút cơm ăn, nhai. Lẹ đi chú la kìa, chú la nè, anh như leo vô cho đẹp da nè, thiệt luôn á, còn trăm công ngàn việc, tao còn lại phỏng vấn ông Dũng nữa đó. Không thì cứ buông nó ra thôi. Đút vô, lẹ lên cho thằng Phi ăn tô cơm này bây giờ. Đạo diễn ơi, ăn cái này.